xin xịt kem nha mọi người. Không. Chưa, bây giờ phải phớt một chút cho nó được được cái đã. Mà đang thấy phớt hoài nó cũng không được. Ba chờ gì đây bơ. Bibi đừng có nói nữa. Đang đang ghét nha. Nhưng mà chị cô muốn cho tôi chấm như vậy. Lát nữa. Ơi. Chị chẳng có đúng nhỏ. Đang đang ghét Bi rồi đó. Dễ thương. Dễ thương. Ô nhìn nó ta thoàn quá hả mẹ. Yeah. Ý. Nhìn nó kìm bánh răng nè. Vô duyên nha. Nhìn nó giống bánh răng được mà. Không trong bóc. Kìm bánh răng lọc lại. Thấy gì xin em. Kìm gì bánh răng. Bây giờ chúng ta cùng cho thêm kem nha mọi người, nhìn nó đẹp. Chưa. Nhưng mà nhìn đẹp, tôi thấy đẹp. Bóp kem ra chứ không phải cho thêm. Ui nhìn đẹp quá hông mọi người, nhìn như là pha thuộc. Rồi bây lát nữa tôi sẽ chấm cho mọi người. Nua nua. Chị tôi đang làm phiên bản chấm chấm tiên. Bóp kem tiên. Nè. Tôi chấm gì tôi làm ở trong á, tôi chấm chấm ở trong này. Tôi chấm một chấm to ở trong. Sao cái này nó kỳ ta? Cái gì? Sao chỗ nào mà ngồi? Có nhiều chỗ ngồi mà. Ôi! Tôi đang làm cái tập thành nó kỳ kỳ đi. Ừ. Nhìn đẹp rồi làm xấu. Trời ơi, tôi chết chết. Nhưng mà chị tôi đang cạo nó ra mà tôi không biết. Chị tôi sắp đánh nhưng mà tôi chắc biết. Trời ơi, miếng kem. Ủa, nó được. Cũng khá được. Được đó. Nhưng mà kem không mịn. Bánh không ngon là kem không mịn. Ủa nhìn đẹp giờ, nhìn Billie Eilish luôn. Để cho video này 22 like thôi, tiền nó hơi kỳ kỳ. Điện đầu là sự xấu xí của cái đế của nó. Ở dưới đế bị cháy rồi nha mọi người. Đế cháy. Bạn sẽ không được thấy. Ở lát nữa tôi lực lên tôi rớt hết kèm. Bạn sẽ thấy. Bây giờ ta thành phiên bản xấu xí. Tôi thích chị tôi hiên gian khổ nhưng mà nói chung với tôi thì nó hơi kỳ vậy. Chị tôi đang làm miếng kem to nhất trên thế giới là chị tôi định làm cái hình giọt nước nó bùng lên cái đầu tôi luôn. Chị tôi đang làm nhưng mà tôi muốn nhỏ giọt lên nhìn như giọt nước. Thì chị cũng cho. Chị tôi không cho miếng như bình quyền này. Chị tôi đang mở ra để cho biết bình quyền. Bình quyền. Ủa cái dao đâu? Thôi bây giờ cho. Cho hết luôn. Đâm thấy nó kỳ kỳ á. Mấy thấy đẹp. Mấy thấy đẹp. Mấy thấy đẹp. Mấy thấy đẹp mà. Trong bị con khỉ gì vậy? À sao phá thành thành rồi. Bây giờ nhìn nó như chứ nó không có cái gì mà xiết nữa. Xiết ô điếc nữa. Rồi sau đó chị tôi sẽ lắp cơm ở trong nhìn cho nó đẹp nha mọi người. Ủ cơm snail của tôi. Ủa mọi người đọc cho tôi nghe tôi không hiểu gì hết. Tại tôi mới học lớp 1 mọi người ơi. No. Lần giờ gì? Ace. Để. Lắc lư. Mọi người nó rung cái camera rồi mọi người. Bây giờ là 4,4 giây nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ cho video này 100 like. Cho phiên bản tà thành của nó đẹp hơn nhưng mà lúc trước nhìn nó vẫn đẹp hơn. Bây giờ nhìn nó xấu quá nha. Bibi nói chuyện tào lao á, đâu không có hiểu gì hết trơn á. Bibi nói chuyện khán giả. Bibi nói chuyện như vậy là người ta không có thích đâu. Ờ người ta không có thích đâu mọi người ơi. Chị tôi nói gì tốt nghiệp.
Thì Bi nói chuyện ngốc nghếch. Bi nói mà người ta không hiểu được là người ta sẽ ghét Bi. Người ta sẽ ghét anh. Bi làm phá đám. Bi thấy làm phá đám. Bi như vậy nữa là đang xóa game. Ờ, tôi có... Bi đang chơi cái game. Đang xóa game nha. Bi chơi cái game gì tên là gì vậy? Imanor Rossing cái gì? Bi không nhớ game Bi theo là gì luôn. Nó là cái gì ra? À, cái Bi Box, Bi Lead gì đúng không? Beat, Bi Lock gì hả? Cái tên là gì vậy? Cái game Bi chơi đó là gì vậy ra? Đang xóa game nha. Sắp xong chưa Đăng Đăng? Chưa. Nó còn hơi lộ lộ. Nhìn đẹp đẹp đó. Nhìn như là con sâu đang ở trong đó. Nhưng mà nhìn cũng nhẹ. Do sai sót thì chị tôi đã làm nó hơi dài quá. Nhưng mà nếu mà chị mấy bạn nhìn, mấy bạn nhìn thấy đẹp đúng không mọi người? Tôi sẽ cho cái bức hình này nhiều like hơn. Còn bình thường nhưng mà có mấy cái lỗ lỗ nhìn thì chị ha. Đang đánh Bi dưới nhà. Có mấy cái chảo chị. Chị tôi đánh tôi chết nghe mất mọi người. Một người chống say. I love little bit really. Ô đây ra. Tôi một bạn. Ô đây không phải. Thì tôi đang lấy cái nền nhẹ. Thì tôi lấy. Chứ không phải cái bài tôi một cái gốc gì đâu. Thì tôi xấu xí lắm. Đang đánh Bi á. Ờ mọi người chị tôi đang đánh tôi chết queo kìa mọi người. Yeah. Cứu tôi bị đưa. Ủa nhìn khá là được rồi đó mọi người ơi. Nhưng mà ở nó hơi kỳ kỳ. Bây giờ tôi sẽ làm lại cái khúc ở trên nha mọi người. No! Tôi ghét chị tôi khi đã không làm như vậy. Tôi thích nó lại đẹp. Nó đẹp nhất có thể. Thằng vô dụng. Mình thấy là nó vô dụng nó. Xong rồi clip này sẽ bị phá hỏng. Nhìn nó sẽ hành. Im đi, đừng có nói nữa. Đang nhờ Bi làm cái này, Bi cũng làm được. Mày tao có thể giúp mày không? Thôi, vậy đang xin lỗi. Đừng có nói chuyện. Cái mặt bánh khi chỉ nát nát. Nát nát, nát nát. Mà nát chứ nó là nát nát. Nhìn là nhìn là ôi, nhìn thấy ghê quá à. Không biết phải nói gì rồi chứ. Đang xóa game nha. Okay. Đang xóa thiệt á, lát đừng xóa. Đừng mà. Tôi đang có cái là thịt mới cho chị Phương. Anh làm vô cái lá bì bình đi cho chị Phương. Anh còn không sống gì đó. Thì ghét qua đời tôi sắp phải đi ngủ rồi. Chương trình. Cấp cấp. Nhưng mà ngoan à. Im lặng. Này nó dập cái chân ra. Im đi. Đang đảm nhẹ dưới chân trong góc bạn. Tôi thấy làm bánh là phải mang bao tay nha mọi người. Mình thấy không cần. Đăng sẽ xóa game. Không. Tôi cho nó nhỏ. Anh nhìn cái mặt tôi mất cười. Nhìn, ủa mọi người nhìn cái mặt tôi á. Nhìn tưởng cười mà thật ra nó nhỏ hơn cười. Nhìn nó nhìn như là cười nhưng mà không thực chất không có cười thì gì. Rắc cơm là nhìn cho nó qua hàng. Đang không thích Bi rồi đó nha. Chỉ nghĩ cái gì mà không thích. Đang đánh Bi á. Đánh. Rồi cái tay tôi nó dơ mà cái bọc nó cũng dơ nữa. Tôi sẽ làm lại. Tại vì Bi làm đang mất tập trung mà Bi im lặng đi. Nè. Đang để kia nguy hiểm quá. Nó rơi xuống rồi. Đi. Hứng cái gì ở dưới. Đi.
hai bác là da đét, xì lát là bi lát. Nhìn thấy nó xình eo cho mọi người, tôi thấy nó thì đẹp đó. Chắc nó sẽ Ê con dáng cái gì vậy? Ghê quá à. Hy vọng là con kiến. Mà con kiến nào mà nó to như vậy nhỉ? À con dáng nó bò lên chân mà nó. Thôi trước đi cũng bị cái cảm giác đó. Lúc đó Bi mới phát hiện là con dáng nó bò lên chân Bi. Rồi Bi chặt Bi đá nó ra chỗ khác rồi đó. Không biết không Bi nói chung là nó, cái chuyện đó chỉ là ảo ảnh thôi. Đây là chuyện khí tận học của giác. Cái này thần kinh của chân nó bị cái gì chứ. Mình nhìn xuống thì nó có thấy con giấy gì đâu. Nhưng mà lúc nãy mình nhìn chân nó đang rồi bị bắt nghe bị xin nhím mà. Bị em bắt con giam ném như mặt không? Không biết nó sợ giam lắm. Con trai mình sẽ giang nha mọi người. Con trai đúng là kỳ lạ. Nhưng chị tôi mới lạ là chị tôi như con trai nhưng mà lại sợ giang. Chị tôi mạnh mẽ như là một người đàn ông xấu muối. Nhưng mà chị tôi đánh như con quỷ luôn. Sướng phương nào. Được 12 lần sao? Hơi kinh quá. Không phải không lần lông dây. Gì? Cũng ngon quá. Như đổ đảo chứ. Này, cái mà vừa định này này. Cái mặt nó đụng vào cái bàn ấy. Im đi. Chỉ cần im nặng. Đi một im nặng đi. Bố phải bốn giây năm tám tuổi chín mươi giây bốn tám bốn chín. Ok, được một cái đẹp thiệt là đẹp rồi nè. Bây giờ là phải năm phẩy năm giây được một trăm thấp được 13 giây rồi. Dạ ba 13 giây phải giây 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 mình đi hello baby Alice story hello baby like the. Tôi đang kiểm tra chị Tung. Nhưng mà chị Tung út đang chọn có bao nhiêu vậy? À chị Tung là à chị Tung cọ thứ ba nha mình. Con kiến kỳ cục. Con nhìn cái này như là một đống phố ngoài trong. Nhưng mà tôi thấy ngon vậy đó. Thấy được tôi sắp sớm, tôi chạy tên, cái này tên chụp tay. Yeah. Hồi hợp, tôi đang bị hồi hợp. Mấy đâu. Không sống. La. Tôi không còn thấy cái chỗ đem bóp ra nữa. Đi tháo này. Mà nó dính vào kim chắc chị tôi trong hóa ra nó đang ở trong đống kim. Nhìn đẹp đó. Ủa làm sao cái chấm kim to ở trong ấy, nhìn cho nó đẹp. Chị tôi là con rắn đó mọi người. Cái kem này có mùi bơ, kem này có mùi của chuối. Rồi bây giờ đến lần tôi chị cơm chưa? Chưa. Nè. Mình ăn được không? Cái trời. Nắm cho. Khá giả nhìn. Bây giờ cái bánh nó nhìn nó ổn ổn rồi đó mọi người. Tôi giận thấy nó giống cái con cụ hơn. Đừng, 15 giây rồi.